Trong tình hình xuất khẩu có nhiều biến động như hiện nay, nhiều quốc gia nhập khẩu đưa ra các điều kiện tiêu chuẩn nhập khẩu khắt khe hơn, thì cũng đã xuất hiện tình trạng lừa đảo thương mại, lợi dụng các thông tin về xuất nhập khẩu với thủ tục rất tinh vi. Trong thời gian gần đây, một số doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam nhận được yêu cầu từ phía khách hàng Trung Quốc về giấy chứng nhận đăng ký của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, đăng ký và nộp phí thông qua website. Tuy nhiên, cơ quan chức năng của Việt Nam đã xác nhận đây là thông tin không đúng, doanh nghiệp cần phải cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo này. Xuất khẩu nông sản được vài năm nay, nhưng đến tháng 12 vừa qua, doanh nghiệp này được đối tác Trung Quốc yêu cầu phải có giấy chứng nhận mã số xuất khẩu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc thì mới nhập hàng. Tất cả quy trình cấp giấy đăng ký qua trang web và trả phí trực tuyến. Có một số đối tác hỏi chúng tôi là có được cấp giấy chứng nhận này khi xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc hay chưa. Chúng tôi thấy băn khoăn về quy trình nên yêu cầu giải đáp thắc mắc từ cơ quan chức năng của Việt Nam. Hai website trên có dấu hiệu giả mạo và lừa đảo doanh nghiệp khi sử dụng tên viết tắt tiếng Anh của các cơ quan trực thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc trong địa chỉ website, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp phải trả phí từ 100 đến 1.000 đô la Mỹ để đăng ký giấy tờ chứng nhận mã số xuất khẩu sang thị trường này. Theo quy định của Hải quan Trung Quốc cũng như theo quy định của Việt Nam thì sẽ không có cái câu chuyện là thu phí của doanh nghiệp về việc cấp mã cũng như là cái việc cấp giấy chứng nhận cho cái mã này. Sự việc trên có dấu hiệu lừa đảo nhằm đến các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa, chưa nắm rõ các quy định giấy tờ xuất nhập khẩu và thiếu kinh nghiệm phòng ngừa đối phó với các lừa đảo thương mại quốc tế. Thời gian qua, tình trạng lừa đảo thương mại qua mạng ngày càng phổ biến và diễn ra ngay cả tại các thị trường lớn. Điều rất quan trọng là phải am tường về các thủ tục hành chính, các quy định của nước sở tại. Cho nên các doanh nghiệp cần phải tìm hiểu thông qua các kênh như là Đại sứ quán, tham tán thương mại của Việt Nam tại thị trường đấy. Chúng ta có thể sử dụng những dịch vụ tư vấn và đặc biệt là các doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến của những doanh nghiệp mà đã am hiểu, có kinh nghiệm thị trường đấy. Đấy là những cái nguồn thông tin đặc biệt hữu ích. Theo khảo sát của PwC Việt Nam, năm 2022 có tới 52% số doanh nghiệp Việt Nam cho biết đã từng bị lừa đảo khi tham gia thương mại quốc tế. Con số này cao hơn mức trung bình của khu vực châu Á-Thái Bình Dương là 46% và mức trung bình của toàn cầu là 49%. Vì thế, các doanh nghiệp cần thận trọng với các thông tin mới, đồng thời liên hệ với các đầu mối thông tin quản lý xuất nhập khẩu để tránh bị lừa đảo thương mại quốc tế.